Anh cựu chiến binh sáng ngày đi uống bảo tặng cho bác ra ngoài đảo, tặng cho bác vịnh cái bút Campuchia hải ngoại. Thì ngày xưa là quân quân đội Việt Nam giữ bác, bây giờ bác nắm cái Campuchia nằm trong tay. Vâng, thưa bác, đây là kính tặng bác Lê Quang Vịnh với tất cả lòng kính mến và ngưỡng mộ Campuchia hải ngoại Nguyễn Vương Hùng. Đề này đến nay là ngày 20 23 tháng 10. Cho các cháu lưu lại tấm hình này. Đây gửi bác một cái món quà. Bác mở ra coi thì coi nó là cái gì nha. Đây là những cái thương hiệu của cơ quan tờ báo. Mình có tiền cũng không mua được. Đúng rồi. Đây là cái chữ cố tình làm cái chữ new, tức là tin tức nó thật to ra. Còn đây là cái hình mà gọi là kết nối cộng đồng Việt, mục đích của mình như vậy. Vâng, thưa quý khán giả, hai người từ hai bên chiến tuyến, nhưng mà thật sự bác Lê Quang Vịnh là người Việt Nam Cộng Hòa. Bác là giáo sư trường Petrus Ký. Mà năm 1954 đó, chúng tôi học Chu Văn An phải mượn cái trường Petrus Ký ở sau cái đường Nancy, có cái cây bàn ấy, đấy. Thì lúc đó là cụ Dự là tổng thư ký của bên trường Chu Văn An đấy. Thì mình đi vòng qua bên kia thì có cái nhà thương chợ quán mới lại có cái nhà đèn. Sau này mới rời về trong xấu nhà trường Chu Văn An. Thưa bác Vịnh, đây chỉ có một cái trống nào đó là tiền bạc thì không có, nhưng mà đây là một những món quà mà có thể là mang cái ý nghĩa tinh thần rất nhiều, để đánh dấu cái ngày mà chúng ta ôm nhau trước mặt chị Võ Thị Sáu. Bây giờ kể cho bác nghe và kể tất cả khán giả nghe cái vấn đề mà hôm đó, đó tin hay không tin là quyền của mọi người. Trong cái kịch bản của mình á, là không có ôm nhau mà chỉ hỏi thăm nhau, đúng không? Chỉ có đứng hai người nhìn hỏi thăm nhau, giới thiệu rồi bác giới thiệu chị gọi thì cháu bất như thế nào như nào. Tự nhiên cái cánh tay này đấy, bây giờ nói cái nổi da gà lên lúc đó tự nhiên á, hầu có cái ai đẩy cái cánh tay của em lên đấy, đẩy cái cánh tay lên cái bây giờ mới kể cho bác nghe, hôm nọ có kể cho bà xã nghe. Xong rồi cái cây đầy cái tay lên, tự nhiên cái tay mình ôm bác. Xong rồi hai người mình khóc. Thế rất là cái xúc động mà em tin nhà khác là có thể là linh hồn chị Sáu đã về làm cái chuyện đó, tại vì mình làm ở trước cái mộ của bố chị Võ Thị Sáu. Thì cái thứ hai nữa, bác thấy rằng Sài Gòn mưa, Hà Nội mưa, mà trong khi mình ra 4 ngày ngoài đó trời rất là đẹp. Có mỗi ngày hôm 19 thì cái ngày tương đối là nó có chút xíu mưa thôi. Nhưng bác mình thấy ra ngoài đã ở rất là đẹp. Thì bác là người Việt Nam Cộng Hòa chứ đâu phải là người Việt Nam. Đấy, nhưng mà bác lại là một người mang cái tư tưởng tiến bộ. Ngày xưa là bác là thuộc bên Việt Nam Cộng Hòa. Bên Việt Nam đang trường Petrus Ký. Tức là như thế này. Dạ, còn để bác nói đi. Tôi là gia đình là ngày xưa đó, ông nội tôi đó là đại thần của triều đình Nguyễn, người Huế. Cha tôi là luật sư và như vậy đó là tôi lớn lên trong, nếu mà nói giai cấp đó thì là giai cấp đó là giai cấp quan giai cấp quan lại đó đó là kiểu mà ông vô đình diệm đấy. Thế rồi á, đến cái lúc mà lớn lên, tôi lúc đó đó là đến cái năm mà tôi học lớp là gọi là Trozemane đó, là năm thứ ba của trung học đó, học đại ngang đó, thì cha tôi đã làm việc ở tại khoa hàng Tây. Cha tôi đi lĩnh pháp bằng kia. Vấn đề là bởi vì có cái xung đột giữa
giữa là cha tôi với là bọn Pháp, bọn Pháp. Và cha tôi đúng là có đi tham gia cận chiến, có tham gia cận chiến nhưng mà là tham gia nội thành, kháng chiến nội thành. Thế thì không bị bắn chết. Thì lúc đó đó là tôi là 15 tuổi. 15 tuổi tôi rất là tức giận. Đương nhiên. Và hai chị em tôi mới lúc đó là ông già tôi là vô làm việc ở trong khoa Ấn Tây là ở tại Đà Nẵng. Thì tôi và đưa cả gia đình vô, chỉ có mình tôi ở lại là ở tại Huế thôi. Tại Huế thì là tôi nghe tin là cha mất đấy, rồi mình vô Đà Nẵng, rồi là chôn cất cha, rồi nó xong thì hai chị em mới là tới trước cái bàn thờ của cha. Và lúc đó đúng là tôi nói cái chuyện này là hai chị em khóc nức nở và hứa với cha, đây là hứa cái vong hồn thôi, hứa với cha ta sẽ trả thù cho cha. Thì lúc đó tôi là đứa bé thôi mà 15 tuổi, tôi chẳng có biết gì đâu, không biết gì hết, nhưng tôi chỉ biết là bộ Pháp đã giết cha tôi. Lòng tràn đầy tức giận, căm thù. Và tôi hai chị em khóc nức nở và thề sẽ trả thù cho cha. Thì lúc đó đi tìm kháng chiến mà theo, nhưng mà người ở nội thành rồi thì là đi tìm kháng chiến. Sau đó ít lâu tôi bị bắt, thì đi tìm kháng chiến ở là nội thành để tham gia, thì họ mới giao cho tôi truyền đơn. Ông chị tôi đó thì là làm là kinh vận là một cái nhiệm vụ mà vận động binh sĩ đó. Thế thì là chị tôi sau đó là chị tôi làm hợp với chị tôi lớn hơn, thành thực ra là chị tôi phải hy sinh, tức là không đi học nữa mà đi làm ở máy. Còn á, bởi vì cha tôi mất rồi mà, cha tôi mất thì gia đình tôi sụp đổ, thì là chị tôi là phải tạm thời nhận là và để nuôi tôi đi học. Tôi đi học tiếp. Sau khi mà tôi ra truyền đơn, tôi bị bắt quả tang, còn có bắt bỏ tù 7 tháng. Bỏ tù 7 tháng rồi thế lại ra tôi lại tiếp tục là tham gia kháng chiến nội thành. Nối nghiệp cha. Đó là cái thời điểm Pháp rồi. Đó, thời Pháp. Tức là cha tôi bị bắn mất là năm 1950. Và cũng là năm đó, sau đó ít lâu thì là tôi bị bắt. Và tôi 50 là mình đang tổ chức ngoài chiến dịch biên giới. Đúng. 4 năm sau mới giải phóng Điện Biên. Đúng rồi. Thì đến năm 1954 thì lúc đó là nó có cái chuyện để thôi. Hay câu chuyện đó là của bà xã tôi dựa lên trên những cái bài thơ bài nhạc tôi biết mà tập hợp lại thành một cuốn sách. Cuốn sách đặt tên là Dân Đời. Để mất là tuổi nhỏ tôi tham gia kháng chiến từ năm 15 tuổi mà ở tại nội thành, và như vậy bị bắt là năm 1950 đến năm 1955
là thời Ngô Đình Diệm đó bị bắt lần thứ hai. Đến năm 1961 bị bắt lần thứ ba, và lần thứ ba này thì đem ra sự tử hình. Sự tử hình. Bị lên án sự tử hình đó. Sự tử hình. Thì đây á là một cuốn sách mà nhà tôi tập hợp lại biên tập, và cả con tôi cũng là tham gia trong quá trình sách. Thành thế là thì trong này đó là toàn là những cái bài thơ mà tôi viết hoặc là bài nhạc. Bài nhạc thì đúng là tôi lúc đó đó bởi vì hoạt động sinh viên cũng là thật là đến cái lần thứ ba đó là tôi học ở tại Đại học Khoa học và Đại học Sư phạm, hai cái trường gần ngay đó. Và ra bộ nhiệm ra đó, nó bổ nhiệm ra là dạy trường kế tử sĩ, và cùng đồng thời tôi học luôn văn khoa, học luôn luật khoa, học vậy thôi, chứ còn không thi, nhưng mà phải thông minh lắm. Vâng. Thế thì á, tôi tất nhiên là tất cả những cái này á, nó tôi dạy là dạy toán, nhưng mà khi mà vô tù đấy thì là anh em mới là nhờ tôi là dạy cả cái môn khác, thì tôi dạy được hết, dạy cái gì tôi cũng dạy thủ khoa về toán. Hồi đó đó ở tại miền Nam này đó là họ có mở một cái kỳ thi gọi là Concours General, tức là không biết là gọi là gì, tức là kỳ thi toàn quốc về môn toán và môn vật lý. Thế thì tôi được tặng cái giải thưởng mà của kỳ thi cùng tôi xin rằng rằng tặng dễ nhất, và được thưởng hồi đó đó, được thưởng 1.000 đồng, 1.000 đồng hồi đó lớn to đó. Cái đó hồi đó nó gọi là MPC, MPC là math, mà physical mới là chemistry, là toán lý hóa. Toán lý hóa. Nhưng mà đây là những cái như ngày nay đó, nó có thi, nó không có thi hóa, mà thi hóa thì thi là về là toán, giờ toán rồi, toán tất cả học sinh là của là cả cái trường trung học ở tại là toàn hồi đó là miền Nam đấy, đó đó, hồi đó đứa con Bảo Đại á, đó đó, thì gọi là giải thưởng Bảo Đại về là toán học. Và một cái nữa đang là về vật lý, vật lý. Thế thì tôi được nhận nhất, và nó thường lúc đó đó thì ông Bảo Đại ông không có ở tại Sài Gòn, ông ở bên, mà ông ở bên nước ngoài, ở bên Pháp, thì là tôi được tặng một cái giải thưởng 1.000 đồng, nhưng mà là tặng ở tại Sài Gòn. Tôi ở Huế bay vô Sài Gòn rồi lặn cái giải thưởng, rồi lại bay trở ra, là quay như đó là một giải thưởng, để luôn cả cái chuyến bay vô bay ra luôn, trong vòng một ngày thôi. Vậy là chi phí của bác rồi còn có 900 mấy. Vậy là không, chi phí bay vô bay ra là không, không. Bay vô bay ra là một cái chạy, và cái chạy đó là hơn 1.000, rồi cái chuyến bay đó đó hơn 1.000, anh đều rất là nếu kể thêm nữa thì là đứng còn nhiều. Rồi bố rồi đi đưa đi xem tài là Sài Gòn, thì nhưng mà họ tổ chức trong vòng 1 ngày thôi. Người câu chuyện là như thế. Thế thì là tôi
sống như thế đó. Phải nói từ lúc đó đó, phải nói rằng là tôi được người ta cho rằng là loài học giỏi lắm, học rất giỏi, đúng á, vô đại học sư phạm của Sài Gòn. Tôi đầu đầu rồi lúc đó ra là ông Trương Công Cừu là khoa trưởng, khoa trưởng đại học sư phạm Sài Gòn, thì tôi đổ đầu trên môn toán. Như vậy là tôi hai lần là thủ khoa, còn thêm một lần thủ khoa nữa là thủ khoa đầu thủ tài toàn văn cũng là thủ khoa. Như vậy là ba lần thủ khoa. Thì câu chuyện đó là mà chơi cho vui vậy thôi. Nhưng mà đều đó là được điểm học giỏi như thế. Khi mà thi ra trường đó thì bộ trưởng mời tới, bộ trưởng mời tới và nói như thế này: quá rất là khen em. Người miền Nam là qua, là qua, qua đó, qua đó. Lúc đó là ông Trần Lục Thể, Trần Lục Thể là bộ trưởng, qua rất là khen em. Thế bây giờ đó em muốn học, muốn dạy ở trường nào? Em nói và qua quyết này theo những nguyện vọng. Bởi vì á đúng là gần như là một cái đặc quyền mà đối với những cái người đầu đầu là được, được thủ khoa có quyền chọn đó, đã được quyền chọn chọn cái nơi mà mình đang. Thì lúc đó đó tôi chọn trường Phát Triển Kỹ, bởi vì trường Phát Triển Kỹ ở bên cạnh là có trường Chu Văn Nga, đúng đấy. Nhưng mà lúc mà ra đó đó là năm 1960. Dạ đúng là 60. Đó đó, 60. Bên cạnh nữa đó là trường Đại học Khoa học. Đúng rồi. Bên cạnh nữa là trường Đại học Sư phạm. Sư phạm. Và bên cạnh đó nữa có cái trường Cao đẳng Sư phạm. Dạ vâng. Tức là cả một cái quần thể. Dạ vâng. Quần thể trường học. Mà lúc đó đó cùng với thiệt là tôi làm bí thư chi bộ của là sinh viên. Toàn bộ cái sinh viên ấy chỉ có một chi bộ thôi, nhưng mà là tôi làm bí thư chi bộ của sinh viên và tôi dạy ngay tại trường PCC. Từ đó đó chỉ đạo luôn phong trào đó. Chào sinh viên. À đó là cái câu chuyện bác kể. Đó thì câu chuyện là như thế. Thì năm 62 mình bị bắt là lúc bị bắt ở trong Bưng. Thì năm 1962, thực ra bị bắt là năm 1961 rồi. 61 là mình bị bắt. Bị bắt năm 62. Dạy đó, dạy học thì là lúc đó là để nghỉ hè đó. Dạ đúng rồi. 61 là để nghỉ hè rồi. Ngày hai rồi thì là ở trong Bưng đó, người ta mới bảo tin khu ủy đấy, đây nói sợ là khu ủy bảo tin là đồng chí ra ngay, bởi vì á đang có một hội nghị quốc tế về sinh viên, thì đồng chí ra ngay và để cho chúng tôi nhận là và giúp chúng tôi là soạn thảo một cái bức thư để gửi hội nghị sinh viên quốc tế. Thế thì là tôi ra và soạn bức thư và một cái lời kêu gọi của sinh viên miền Nam mà gửi sinh viên quốc tế. Thế thì viết xong rồi nhưng chưa kịp gửi đi thì là quân đội của Sài Gòn là tấn công vô cái căn cứ đó là năm đó là năm 61. Vậy là năm đó là thuộc chế độ đệ nhất của ngoài đúng rồi đệ nhất thế thì là
tôi bị bắt. Bị bắt là vì đang núp ở trong chiếc khu. Và trong cái ba lô đó vẫn còn có nguyên cái bức thư và cái lời kêu gọi đó của sinh viên miền Nam gửi cho là sinh viên quốc tế. Thì nói rõ đó là câu chuyện là như thế. Thì là tôi bị bắt, thì là họ và trong bức thư đó là ký tên là tổng thư ký của hội liên hiệp sinh viên giải phóng miền Nam Việt Nam. Thì anh chị nó là sự tử là phải. Tôi chẳng cầm súng, tôi chỉ bảo là cầm bút thôi. Nhưng mà đó nó còn nguy hiểm hơn là súng. Đó thì câu chuyện là như thế. Thế thì tôi bị sự tử, nhưng mà lúc đó đó thì là ở tại miền Bắc rồi cả cái dư luận quốc tế phản đối. Bởi vì thực ra đúng là lúc đó đó thì nổi dậy là khắp nơi. Nhưng mà phần tôi đó lắm có công sủng luôn chứ. Nhưng mà họ vẫn sự thật. Sự thật thì là các nơi phản đối. Tôi còn nhớ lên các giáo hội trong đó có cái tiếng nói của giáo hội Công giáo đấy, có là phản đối, phản đối cái chuyện mà sư tử một cái người không cầm súng một người thì lúc đó đó nói thực sự đó lý đầu thôi nhân đâu. Tự nhân toán học, tự nhân văn khoa như tôi đó là ít, rất ít, ít lắm. Đúng rồi, hồi đấy ít lắm đó. Có thể đến được, chứ không phải là lần nhiều đâu. Đến được đấy. Thì thanh thì rất cũng gọi là trí thức đấy. Đấy thì là phản đối. Cái cuối cùng đó, nó dự như thế mà không sự, không đem đi chém đầu đấy, nên lúc đó đang chém đầu. Tôi có là có mấy chém mười năm chín, mười năm chín, đó đó đó, mười năm chín, mười năm chém cần có mười năm chín. Đây là cái hoạt động rất là khác câu này, thì nhiều người chết oan. Câu này là xét xử gì chú? Không xét, không xét xử, không xét, bắt là cứ cho người đó là không xét xử thì nhiều lắm, nhưng mà xét xử đấy mà đánh chém ấy, thì lúc đó đó đã có quan lệ khác đã bị đánh chém rồi cho xét cho sự tự hình nó có đánh chém mà nó chém nhưng mà bắn đâu chém rồi chém đâu mà nó thì đã có mấy người bị xử rồi bị xử mà xử theo cái tòa án ấy lúc đó gọi là tòa án quân sự đặc biệt thì nói chuyện cho vui tôi em học quốc học ấy học quốc học sáu 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 bảy thế thì là cái lúc mà bị sự tự hình đó đó thì cái ông ủy viên chính phủ ông mới tới ông nói là tôi vừa bị trước tòa đó đội đá mà tôi sẽ đội đá anh là tôi mong rằng là anh viết một bức thư rất là dễ thì đơn xin anh xả đấy xin anh ra anh viết một bức thư gửi cho tổng thống và tôi sẽ nói để trước hết là tôi muốn cứu một người trí thức mà ông có dùng cái chữ là thông minh như anh ấy. Thì tôi ông đưa cho tôi một cái bút và một tờ giấy đêm đó đó tôi thức suốt đêm và đến gần sáng thì tôi làm một bài thơ bài thơ đọc đắn là đúng bài thơ nên đây tiếng hát từ tôi
nguyên cái bài thơ này. Tôi viết một bài thơ ở trên tờ giấy họ đưa cho tôi để mà làm đơn xin ân xá. Rồi tôi viết, viết bài thơ xong rồi một cái đó. Đến lúc đó đó là họ còn có cho tôi một thuốc, cho nên tôi viết luôn ở trên cái giấy của thuốc lá này. Tôi viết nhỏ lại, thành ra một cái cục nhỏ lại, tôi viết nguyên cái bài thơ đó. Và tôi vẫn tìm cho tôi gửi cho nó. Còn cái tờ giấy đang đó, tôi nộp cho tôi. Câu chuyện như vậy. Cái bài thơ này sau này còn ghi đây. Thì câu chuyện đó là cuối cùng là đó là họ rất là tức, họ muốn là đem chém cho thiệt đó, giống bà này. Nhưng mà đúng là vì người ta phản đối, phản đối phóng trào biệt trào trên thế giới. Lúc năm 62 nhé, có phái đoàn nhân quyền của Mỹ qua như này. Đó là năm 70. Ở 70 đó mới qua. Lúc đó rất là tôi bị nhốt trong trường học. Năm 70 à, 70 à, thế thì á, suốt cái thời gian đó đó là lao đao lần đần, rồi cuối cùng nó còn cái chuyện là họ bắt tôi phải là cầm cờ, phải hô khẩu hiệu, hô khẩu hiệu đạt đạo không sang. Thì tôi không hô, họ đánh, đánh các cái kiểu, đánh lấy cái chai vô, đánh vào đồng gối, đánh vào cổng quyền, đánh dập thịt hết, rồi đánh và họ đánh mục đích để làm cho tôi đầu hàng thôi. Tôi chấp nhận cái chuyện đó, nhưng cuối cùng tôi chịu đau không nổi. Và tôi nói rằng là tôi biết thằng này nên thì là tôi chấp nhận cái chuyện, bởi vì cả ông làm chơi cái kiểu mà cả ông chịu đánh để bắt tôi mà phải là chịu hố khẩu hiệu mà nó chắc chịu được. Tôi chết thôi. Thế thì họ nói rằng là người ta đó là có súng, có dao ở trong tay thì người ta có thể tự tử được. Còn mày đó, mày chỉ có hai bàn tay trắng, mày làm sao mà chết được? Thế thì là họ cứ đánh, họ đánh mà họ nói bắt buộc cho mày phải là dứt khoát là phải là hố cầu hiện. Một hôm họ đánh như thế đó, tôi cảm được, đứt ngược. Bây giờ là tôi còn thế thì đứt cái tiền, họ sợ tôi chết. Họ muốn hành hạ tôi, họ muốn làm cho tôi đầu hàng, nhưng họ rất sợ tôi chết, bởi vì họ sẽ bị phạt đổi nhiều. Và lúc đó đó cái loài như tôi nên tôi cũng không hiểu vì sao này mà ở bên là cộng sản ấy là rất là cao hơn. Và đài và thanh đó là nói về tôi, là nói trong khi tôi đang ở trong tù đang bị sự tử hình, nhưng mà đài và thanh cộng sản miền Bắc rồi đài giải phóng là đều nói về tôi liên tục. Rồi cả cái phong trào sinh viên học sinh rất là đặt vấn đề là tan rồi tôi. Cái bài thơ mà tôi viết ở trong ngục đó đấy được phổ biến khắp mọi nơi, và học sinh chắc sinh viên của đến để bày để quay hình cho nó đẹp ạ. Cái bỏ hoa này đó là của là thành phố đấy. À, dạ vâng, đẹp quá. Đó đó, nhưng mà cũng là một tuần rồi đấy. Đẹp quá. Bây giờ đó. Tụi em đi về để cho các anh em nó làm việc như vậy đó. Tôi xin tặng hai anh một tập dặn vào vòng cuốn sách này là nó cái này hơi tôi tìm tên cái cương dặn vào đấy, xin là dặn tên đó là Hè không tôi bây giờ tôi
Vâng, dạ vâng. Xin tất tặng gặp lại bạn nhé. Dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ.